bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Thống đốc bang Minnesota Tim Walz, người vừa được bà chọn làm phó tướng, đang lần đầu tiên cùng nhau đi vận động tranh cử ở Philadelphia, bang Pennsylvania. Theo CNN, bà Harris và ông Walz cùng bước ra sân khấu tại buổi meeting vận động tranh cử ở Philadelphia vào tối ngày 6 tháng 8 theo giờ Mỹ, tức sáng ngày 7 tháng 8 theo giờ Việt Nam, trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của đám đông ủng hộ. Sự kiện cũng có sự tham gia của Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro, người từng được coi là một trong những ứng cử viên tiềm năng cho vị trí liên danh tranh cử với bà Harris trong cuộc đua vào Nhà Trắng của năm nay. Bà Harris gọi ông Shapiro là một người bạn thân thiết, một nhà lãnh đạo phi thường. Nữ phó tổng thống bày tỏ tin tưởng với sự trợ giúp của vị thống đốc này, bà sẽ giành chiến thắng ở bang chiến địa Pennsylvania. Phó tổng thống Mỹ cũng công khai lý do chọn ông Walz làm phó tướng cho mình trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024. Bà Harris nói, kể từ ngày tuyên bố tranh cử, tôi đã quyết tâm tìm kiếm một người bạn đồng hành có thể giúp xây dựng tương lai tươi sáng hơn, một nhà lãnh đạo sẽ giúp đoàn kết đất nước và đưa chúng ta tiến lên, một chiến binh cho tầng lớp trung lưu, một người yêu nước có niềm tin như tôi về triển vọng phi thường của nước Mỹ. Bà Harris mô tả ông Walz hơn cả một thống đốc, một cựu vệ binh quốc gia, một huấn luyện viên bóng đá trường trung học dày dặn kinh nghiệm, một giáo viên mọi đứa trẻ ở Mỹ đều mơ ước, người truyền cảm hứng cho người khác mơ lớn và là vị phó tổng thống người dân đang cần. Theo bà Harris, chiến dịch tranh cử của bà không nhằm chống lại cựu tổng thống Donald Trump mà vì tương lai của đất nước. Bà Harris bày tỏ, vâng, Tim và tôi có một thông điệp gửi đến ông Trump và những người khác muốn đảo ngược các quyền tự do cơ bản của chúng ta. Chúng ta sẽ không đi thụt lùi. Đồng thời, cam kết sẽ nâng đỡ mọi người, điều hành đất nước công bằng nếu đắc cử. Nữ chính khách này cũng nhấn mạnh đến sự đoàn kết và ca ngợi sự đa dạng của đất nước. Trong phần phát biểu của mình, ông Walz đã gửi lời cảm ơn tới bà Harris vì đã tin tưởng chọn liên danh tranh cử với ông. Thống đốc bang Minnesota cũng ca ngợi bà Harris là người mang lại sự phấn chấn cho đất nước, đồng thời kêu gọi các cử tri bỏ phiếu ủng hộ cả hai. Phó tướng của bà Harris quả quyết, chỉ còn 91 ngày nữa, chúng ta cần chiến đấu vì như bà Harris, người sắp trở thành tổng thống, đã nói rằng, khi chúng ta chiến đấu, chúng ta sẽ chiến thắng. Truyền thông Mỹ vừa đưa tin, Phó Tổng thống Kamala Harris đã chọn liên danh tranh cử với Thống đốc bang Minnesota Tim Walz trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay. Theo CNN, ông Tim Walz, 60 tuổi, từng là giáo viên và đang trong nhiệm kỳ thống đốc bang Minnesota thứ hai. Ông hiện cũng giữ chức chủ tịch Hiệp hội các thống đốc thuộc Đảng Dân Chủ. Trước khi nhậm chức ở Minnesota, ông Walz từng có 12 năm làm việc tại Quốc hội, đại diện cho một quận nông thôn có khuynh hướng bảo thủ, hầu như nằm dưới sự kiểm soát của phe Cộng hòa trước và sau nhiệm kỳ của ông. Quyết định lựa chọn phó tướng của bà Harris được thông báo một ngày sau khi bà trở thành ứng viên tổng thống đại diện cho Đảng Dân Chủ, đấu chung kết vào Nhà Trắng với ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump, nhờ giành được 99% số phiếu ủng hộ của các đại biểu dự đại hội toàn quốc của Đảng Dân Chủ. Bà Harris, nữ chính khách da màu đầu tiên trở thành ứng viên tổng thống của một chính đảng lớn tại xứ sở cờ hoa, sẽ chính thức chấp nhận đề cử tại Đại hội Đảng Dân Chủ ở Chicago vào cuối tháng này. Bà và Phó tướng Tim Walz dự kiến đều sẽ có bài phát biểu tại sự kiện. Theo báo The Guardian, bà Harris sẽ giới thiệu Thống đốc bang Minnesota là bạn liên danh tranh cử tại một buổi meeting ở Philadelphia, bang Pennsylvania vào cuối ngày 6 tháng 8 theo giờ địa phương. Hai người sau đó sẽ có chuyến đi vận động tranh cử nhiều ngày tại các bang chiến địa Wisconsin, Michigan, Bắc Carolina, Georgia, Arizona và Nevada. Giới quan sát nhận định, bằng việc lựa chọn ông Tim Walz, một cựu chiến binh ủng hộ công đoàn, người đã giúp ban hành chương trình nghị sự đầy tham vọng của Đảng Dân Chủ ở bang Minnesota làm phó tướng, bà Harris hy vọng sẽ củng cố vị thế của mình trên khắp vùng Trung Tây, một khu vực quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Thưa quý vị, theo hãng tin AFP Arab News ngày 5 tháng 8, một cuộc thăm dò mới cho thấy bà Kamala Harris, người sắp công bố ứng cử viên phó tổng thống, đang có tỷ lệ ủng hộ nhỉnh hơn so với cựu tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Điều này đánh dấu một sự thay đổi quan trọng trong bối cảnh bầu cử, với bà Harris đang nỗ lực khẳng định mình trước cử tri. Trong khi ông Trump vẫn duy trì được sự ủng hộ về vấn đề kinh tế, bà Harris được đánh giá cao hơn về khả năng lãnh đạo. Trong cuộc thăm dò của CBS News, YouGov, bà Harris hiện đang dẫn trước ông Trump 1 điểm phần trăm trên toàn quốc, đảo ngược lợi thế 5 điểm phần trăm mà ông Trump từng có so với Tổng thống Mỹ Joe Biden trước khi ông từ bỏ nỗ lực tái tranh cử. Với cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11 đang đến gần, bà Harris đã thu hẹp khoảng cách mà ông Trump đã xây dựng trước đó.
trong khi ông Trump, người đã gây sốc với chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 nhưng đã bị tổng thống Biden đánh bại vào năm 2020, vẫn duy trì được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cử tri về vấn đề kinh tế. Bà Harris đang chạy đua để khẳng định mình với cử tri. Một khoảnh khắc quan trọng sắp tới là khi bà Harris công bố sự lựa chọn của mình cho người bạn đồng hành trong nỗ lực lịch sử để trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Nhiều người dự đoán rằng bà Harris sẽ chọn một người nam da trắng, có thể là một đảng viên dân chủ ôn hòa, nhằm cân bằng lá phiếu và phản bác lại các chỉ trích từ đảng Cộng hòa về việc bà quá thiên tả. Danh sách rút gọn cho ứng cử viên phó tổng thống của bà Harris bao gồm ba nhân vật hàng đầu là thống đốc bang Minnesota Tim Walz, thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro và thượng nghị sĩ Mark Kelly từ Arizona. Các nhân vật này đã đến thăm bà Harris tại Washington DC hôm 4 tháng 8. Theo Amy Walter, chuyên gia thăm dò ý kiến, quyết định này sẽ cho thấy quá trình hoạch định của bà Harris. Mặc dù bà Harris đã đạt được một số kết quả tốt trong các cuộc thăm dò, nhưng ông Trump vẫn được cử tri ủng hộ về vấn đề kinh tế. Cuộc thăm dò cho thấy chỉ có 25% cử tri mong đợi tình hình tài chính sẽ cải thiện nếu bà Harris chiến thắng, so với 45% đánh giá về ông Trump. Tuy nhiên, bà Harris được đánh giá cao hơn về khả năng lãnh đạo so với ông Trump. Đảng Dân Chủ tin rằng, nếu cuộc trưng cầu dân ý về ông Trump thay vì tình trạng kinh tế hiện tại, họ có cơ hội thực sự để giành chiến thắng. Trong khi đó, ông Trump đã sử dụng Đại hội Đảng Cộng Hòa để làm nổi bật hình ảnh mạnh mẽ của mình. Nhưng sự rút lui của Tổng thống Biden và sự khởi đầu nhanh chóng của bà Harris đang tạo ra những thách thức lớn cho ông. Trước đó hôm 3 tháng 8, chiến dịch tranh cử của bà Harris cho biết ông Trump sợ phải tranh luận với bà sau khi ông từ chối một cuộc tranh luận truyền hình trực tiếp trên kênh ABC, nhưng sẵn sàng tranh luận trên Fox News, một kênh truyền hình đã ủng hộ ông trong suốt nhiều năm. Thưa quý vị, chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 2 tháng 8 thông báo đã huy động được 310 triệu đô la Mỹ chỉ trong tháng 7. Theo chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris, 310 triệu đô la Mỹ là số tiền huy động được nhiều nhất trong một tháng của một chiến dịch tranh cử trong lịch sử bầu cử của nước Mỹ. Phó Tổng thống Kamala Harris đã tuyên bố ra tranh cử sau khi Tổng thống Joe Biden rút lui và nhường cơ hội cho bà Harris vào ngày 21 tháng 7. Bà Kamala Harris đã huy động được 200 triệu đô la chỉ một tuần sau khi công bố quyết định ra tranh cử. Chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris cho biết 2/3 số tiền huy động được trong tháng 7 đến từ các nhà tài trợ lần đầu tham gia, tương đương với khoảng 2 triệu người. Trong khi đó, số tiền mà chiến dịch của cựu Tổng thống Donald Trump huy động được trong tháng 7 chỉ là 139 triệu đô la Mỹ, tăng 24% so với một tháng trước đó. Vụ ám sát hụt ông Donald Trump hôm 13 tháng 7 tại một cuộc vận động cử tri ở bang Pennsylvania đã góp phần giúp chiến dịch tranh cử của ông kêu gọi được thêm ủng hộ tài chính từ các nhà tài trợ. Tương tự, sau khi bị kết án hồi cuối tháng 5 liên quan tới vụ việc chi tiền bịt miệng một ngôi sao khiêu dâm vào năm 2016, sự ủng hộ tài chính cho chiến dịch của ông Donald Trump cũng đã gia tăng đáng kể. Theo kết quả của một số cuộc khảo sát gần đây, bà Kamala Harris không những bắt kịp ông Donald Trump mà còn đang có xu thế dẫn trước, đặc biệt là tại những bang được xem là chiến trường, có thể quyết định kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Sự cân bằng giữa bà Kamala Harris và ông Donald Trump trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới có thể được định đoạt bởi một nhóm cử tri nhỏ. Đó là lý do chiến dịch của bà Harris đang tìm cách lôi kéo các cử tri Cộng hòa không ưa thích ông Trump. Phó Tổng thống Kamala Harris ngày 4 tháng 8 đã công bố chiến dịch thu hút sự ủng hộ của những cử tri Cộng hòa không ưa cựu Tổng thống Donald Trump, trong đó có cả các cựu thống đốc, nghị sĩ và các quan chức dưới thời ông Trump. Theo hãng tin CNBC, chiến dịch đã thu hút được hơn 25 thành viên, gồm nhiều cựu nghị sĩ và một số cái tên nổi bật trong Đảng Cộng Hòa, như cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Ray LaHood. Những cử tri Cộng Hòa mà chiến dịch của bà Harris hướng đến, bao gồm các chính trị gia, đã công khai chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump như cựu thống đốc bang Massachusetts Bill Weld, cựu hạ nghị sĩ Denver Rickman và cựu thư ký báo chí chính quyền Trump Stephanie Grisham. Các cử tri Cộng hòa ủng hộ bà Harris sẽ cùng xuất hiện trong các cuộc vận động của Phó Tổng thống trong tuần này tại các bang chiến trường, nhưng hiện vẫn chưa rõ chính xác những người nào sẽ có mặt. Bà Harris muốn dựa vào những người có tiếng nói trong Đảng Cộng hòa để chĩa mũi dùi vào cựu Tổng thống Trump, đặc biệt là nhóm cử tri từng ủng hộ bà Nikki Haley trong vòng bầu cử sơ bộ. Bà Haley đã dừng tranh cử vào hồi tháng 3, nhưng vẫn có hàng trăm nghìn cử tri Cộng hòa bỏ phiếu cho bà tại những cuộc bầu cử sơ bộ sau đó. Bà Grisham, cựu thư ký báo chí chính quyền Trump nói,
tôi có thể không đồng tình với Phó Tổng thống Harris trong mọi vấn đề, nhưng tôi biết bà ấy sẽ đấu tranh vì tự do của chúng ta, bảo vệ nền dân chủ và đại diện cho nước Mỹ một cách tôn nghiêm trên trường quốc tế. Theo các nguồn tin, cựu hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa bang Wyoming Liz Cheney có thể cuối cùng sẽ ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris, mặc dù bà không có tên trong danh sách được nhắc đến vào ngày 4 tháng 8. Chiến dịch của bà Harris có thể lôi kéo sự ủng hộ của cựu thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại bang Arizona Jeff Flake, người đã ủng hộ ông Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. Tuy nhiên, ông Flake từ chối bình luận về vấn đề này. Bên cạnh đó, chiến dịch của bà Harris nhằm lôi kéo cử tri Cộng hòa diễn ra 2 tuần sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng và ủng hộ bà trở thành ứng viên của Đảng Dân Chủ. Theo một cuộc thăm dò vào cuối tháng 7, bà Harris hầu như đã xóa bỏ khoảng cách dẫn trước 6 điểm của ông Trump trong cuộc đua giành chức Tổng thống Mỹ. Kết quả cuộc bầu cử tháng 11 tới có thể được quyết định chỉ với cách biệt nhỏ. Sự cân bằng đó là lý do tại sao chiến dịch của bà Harris nhắm vào những cử tri Cộng hòa chưa quyết định. Trong chiến dịch tranh cử năm 2020, chiến dịch Biden-Harris đã tìm cách thu hút nhóm cử tri độc lập và những người không bao giờ ủng hộ ông Trump. Cựu phó thống đốc Đảng Cộng hòa bang Georgia Jeff Duncan tuần trước cho biết, mặc dù sự ủng hộ của ông dành cho bà Harris không đến một cách dễ dàng, nhưng nó đến một cách tự nhiên, đồng thời cho rằng bà là cách tốt nhất để ngăn chặn nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump. Chiến lược lôi kéo cử tri Đảng Cộng hòa GOP hoàn toàn không bất ngờ, nhưng được cho là sẽ có nhiều trở ngại do những người này cũng e ngại bị quy kết là phản bội đảng. Yếu tố cốt lõi của nỗ lực này là tạo ra cơ hội để các cử tri Cộng hòa có chung quan điểm được tương tác với nhau. Nhiều lãnh đạo Cộng hòa đã bày tỏ lo ngại về ông Trump nhưng không ủng hộ ông Biden hay bà Harris. Trong số này có Mike Pence, cấp phó của ông Trump trong nhiệm kỳ 2017-2021. Chiến dịch của bà Harris được cho là cũng đang nhắm đến cựu phó tổng thống. Bà Olivia Choi, cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Pence, kêu gọi ông ủng hộ bà Harris. Nếu ông Pence đang lắng nghe, tôi kêu gọi ông hãy làm điều đúng đắn. Ông Austin Weatherford, giám đốc phụ trách nỗ lực tiếp cận Đảng Cộng hòa của bà Harris cho hay, chúng tôi muốn người Cộng hòa nói chuyện với người Cộng hòa. Cách tốt nhất để một cử tri Cộng hòa bỏ phiếu cho bà Harris là nghe lời khuyên từ một cử tri Cộng hòa có cùng lựa chọn. Ông Weatherford từng là chánh văn phòng của cựu nghị sĩ Cộng hòa bang Illinois Adam Kinzinger. Ông Kinzinger ủng hộ cặp Biden-Harris từ trước khi Tổng thống Joe Biden rời cuộc đua, sau đó chuyển sang ủng hộ bà Harris. Cựu nghị sĩ Kinzinger cho hay, là một người bảo thủ đầy tự hào, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ủng hộ ứng viên dân chủ làm tổng thống. Nhưng tôi biết Phó Tổng thống Harris sẽ bảo vệ nền dân chủ của chúng ta và đảm bảo ông Donald Trump không trở lại Nhà Trắng. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!